Các bạn đã từng nghe đến câu nói, các bạn là những người đại diện cho trái đất mới. Điều này thực sự có ý nghĩa là gì? Có người đã nói câu sau, tôi đang nhận lấy nghiệp của mẹ trái đất, và đó là lý do tại sao tôi không thể giảm cân hay xóa bỏ các vấn đề sức khỏe này. Ở một mức độ nào đấy, các bạn đang hành động như những tấm gương cho các linh hồn khác để giúp họ nhìn thấy cái đang xảy ra bên trong họ. Bởi vì các bạn được liên kết với nhau, các bạn không thể thực sự bị chia rẽ khỏi những người đang đau khổ. Và như thế, các bạn nhận lấy một phần nhỏ trong sự đau khổ đó. Một phần của các bạn đau đớn khi họ đau đớn, và tổn thương khi họ bị tổn thương. Trong khi các bạn không thể chia tách bản thân khỏi sự đau khổ, các bạn có thể dừng việc đồng hóa với nó. Một cách để giải quyết cho vấn đề này là: tôi là một sinh mệnh tinh thần khỏe mạnh, đầy quyền năng, sáng tạo, đang tạm thời trải nghiệm sự đau khổ của loài người. BA Universe. Các bạn hiểu về sự đau khổ, các bạn cảm thấy nó, các bạn biết về nó, và ở một mức độ nào đó, các bạn trở thành nó. Thay vì nói rằng tôi đang đau khổ, các bạn nên nói là tôi chọn trải nghiệm sự đau khổ. Một trong những cách để hàn gắn sự đau khổ của thế giới và những bệnh tật bên trong thân thể, tâm trí của bạn là chiếu ánh sáng của tình thương một cách trực tiếp vào những nơi tối tăm nhất cả bên trong và bên ngoài. Khi các bạn phơi bày những nơi tăm tối ra trước ánh sáng, chúng sẽ chết đi hoặc là di chuyển về phía ánh sáng. Nếu chúng chết đi thì ban phúc lành cho chúng và trở lại với cái tôi của bạn. Xét đến cùng, tất cả những niềm tin tiêu cực là ảo ảnh và sẽ biến mất trong ánh sáng chói lọi của sự thật. Sau đây là những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ. Các bạn lưu ý là hầu hết những rào cản này liên quan đến các trạng thái tư tưởng được thể hiện trong các cách khác nhau. Niềm tin vào sự chia rẽ với Thượng Đế hay nguồn cội, sự đồng hóa với bản ngã hay thân thể, tâm trí, nhân tính, sự tự phán xét, tin là một cái gì đấy sai trái đối với ta, tội lỗi và xấu hổ, sợ hãi Thượng Đế, tin rằng Thượng Đế là không đủ tốt, tin rằng Thượng Đế là không tồn tại và vô giá trị, tin rằng cuộc sống là tranh đấu, sợ chết, tin rằng bản thân mình không an toàn, đòi hỏi sự an toàn từ bên ngoài, sợ bị tổn hại hay đau đớn thân thể, tin vào sự thiếu thốn hay sự khan hiếm, nhu cầu cho sự tán thành từ người khác, sợ bị loại bỏ, sợ nỗi cô đơn, oán giận, giữ sự than phiền, những dính mắc tình cảm, những thói quen và những thói nghiện, cảm giác thất vọng, những mong chờ không có thực, chấp nhận mù quáng những học thuyết hay những giáo điều, quá tin tưởng vào những niềm tin tôn giáo, những sao nhãng của cuộc sống, lười nhác, chứng hay quên, bị chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực, bị chiếm hữu bởi những hình tư tưởng của thế giới, những dấu ấn và những ám ảnh từ các đời sống quá khứ, tổn thương thời thơ ấu và đời sống quá khứ, thiếu tính kỷ luật và động lực. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn có thể tự thêm một số điều nữa vào danh sách của riêng các bạn. Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên. Không có sự kiện bên ngoài nào có thể xác định kết quả của sự thăng lên của các bạn. Các cổng 2012, 2017 và 2030 sẽ có một tác động vô cùng tích cực vào sự tiến bộ của bạn. Các bạn có thể nói một cách đơn giản là cổng 2012 là một sự chuyển biến tâm lý cơ bản trong tư tưởng. 2017 là một sự chuyển biến thuộc về tế bào. Và 2030 sẽ đặt trọng tâm vào sự chuyển biến xã hội. Tất cả các sự kiện xúc tác này hay các sự kiện mang tính bấm nút này sẽ thúc đẩy quá trình thăng lên đến tốc độ lớn. Nhiều người trong các bạn nghi ngờ về những lời tuyên bố rằng các bạn có thể hồi phục lại các thân thể vật lý của các bạn, làm cho không còn bệnh tật và chấm dứt quá trình lão hóa. Các bạn thậm chí còn nghi ngờ về sự trẻ trung, khả năng làm cho thân thể cảm thấy trẻ hơn. Thậm chí ngay cả những nhà khoa học cũng biết điều này có thể thực hiện được. Thân thể của các bạn đang thay đổi. Đầu tiên, các bạn sẽ nhận thấy là có một mối liên hệ trực tiếp giữa cảm xúc mà các bạn cảm nhận và trạng thái sức khỏe vật lý của các bạn.
Trong khi điều này có vẻ rõ ràng đối với một số người, thì cũng có những trường hợp mà sự biểu hiện này xảy ra chậm hơn. Sự chậm hơn này sẽ được rút ngắn đáng kể khi các bạn di chuyển xuyên qua các cổng. Ví dụ, nếu các bạn nghĩ về một ý nghĩ tích cực, hướng thượng, thân thể các bạn thường sẽ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Nhưng mọi sự đau ốm hay sự mất cân bằng mà các bạn đang mang trong các tế bào thường mất một khoảng thời gian lâu hơn để tiêu đi, như là kết quả của những ý nghĩ tích cực đó. Nếu các bạn có nhiều tiêu cực trong tiềm thức của các bạn, sẽ rất cần nhiều những ý nghĩ tích cực để có một tác động lớn lên thân thể vật lý của các bạn. Khi các bạn trải qua những trải nghiệm gia tốc này, tiềm thức của các bạn tự sẽ trút bỏ một cách nhanh chóng cơ cấu và sự điều kiện hóa xưa cũ. Sẽ không mất hàng tháng hay thậm chí hàng năm để khỏi một trận ốm hay tạo ra một trạng thái sức khỏe mới. Trong khi đây là những tin tức tuyệt vời cho phần lớn các bạn, thì câu nói các bạn không thể thăng hoa trong ý nghĩ tiêu cực sẽ trở nên đúng hơn bao giờ hết. Người nhận thông điệp này thường hồi đáp cho câu hỏi: cái gì thực sự xảy ra khi chúng tôi đi xuyên qua các cổng? Liệu trạng thái tư tưởng của các bạn sẽ được khuếch đại lên hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn lần? Các bạn cũng có thể nói rằng đây là một kết quả của cuộc thảo luận bên trên của chúng ta. Những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn sẽ biểu hiện không chỉ nhanh hơn bao giờ hết, mà còn với biên độ và cường độ lớn hơn nhiều. Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn như những lightworker là làm bất cứ điều gì cần thiết để tạo ra một trạng thái tư tưởng mạnh mẽ, tích cực khi các bạn di chuyển xuyên qua các cổng. Như vậy, làm thế nào để bạn thực sự làm được điều đó? Bài tập dưới đây sẽ trợ giúp các bạn trong việc tạo ra trạng thái tư tưởng mà các bạn thực sự khao khát khuếch đại và mở rộng. Để tập bài tập này, bạn tưởng tượng đang trải qua ngày của bạn và có một số những trải nghiệm khác nhau. Những người đến và đi khỏi phạm vi ảnh hưởng của bạn. Một số người tích cực và một số là tiêu cực. Khi các bạn gặp một người, các bạn hoặc là giữ sự sáng suốt, bình thản, tập trung và không để bị ảnh hưởng bởi trạng thái tư tưởng của họ, hoặc là các bạn có thể bị tác động, thường là một chút, bởi trường năng lượng của họ. Nếu các bạn ở một mình cả ngày, các bạn vẫn là đối tượng của những ý nghĩ của chính các bạn, cũng như món súp tinh thần trong bầu khí quyển trái đất. Chúng là những ý nghĩ liên tục tấn công các bạn thông qua các thế giới astral và ether. Vì vậy, cho dù các bạn sống ở đâu, trạng thái tình cảm và chất lượng những suy nghĩ của các bạn cũng sẽ thay đổi, thường từ rất hạnh phúc đến rất kích động. Điều quan trọng là theo những sự tăng lên và hạ xuống mà các bạn trải nghiệm trong một ngày bình thường. Lưu tâm đến không chỉ những cảm xúc cơ bản của các bạn, mà cả những phản ứng của các bạn đối với cái các bạn cảm thấy và cái các bạn nghĩ về nó. Bắt đầu bằng việc kiên quyết loại bỏ tất cả những sự phán xét hay những phản ứng tiêu cực đối với những trải nghiệm hàng ngày của các bạn, kiềm chế việc dán các trạng thái của các bạn như là tốt hay xấu. Ngay khi các bạn đã đi vào một trạng thái hoàn toàn chấp nhận với cái mà các bạn nghĩ hoặc đang cảm nhận, hãy quan sát các tầng thứ rung động của các bạn, tự hỏi mình, liệu tầng thứ rung động này có phục vụ ta hay nhiệm vụ và mục đích của ta khi đang ở trên trái đất? Ta có đang cho phép sự bộc lộ bản chất và sự tiến hóa của ta được diễn ra? Hay ta đang phản kháng, đang chống lại, hay đang cố kiểm soát sự tiến hóa của ta theo cách nào đó? Nhớ rằng, các nhà tạo hóa yêu dấu, sự hiểu biết trong sạch là một trạng thái chủ động, không phải bị động. Vào mọi lúc, các bạn có thể chủ động quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong tư tưởng của chính các bạn. Ngay khi các bạn đã xác định mà không có chút phán xét nào, rằng trạng thái tư tưởng hiện tại của các bạn có một rung động thấp hơn cái được khao khát bởi linh hồn các bạn, thì ngay lập tức bắt đầu kết nối với Chúa hiện diện đầy huy hoàng và rực rỡ bên trong các bạn. Cái tôi mật độ 12 tồn tại trong mọi lúc và trong mọi không gian ngay bây giờ. Yêu cầu cái tôi đó tiếp nhận tình trạng và hướng dẫn cuộc đời các bạn. Yêu cầu cái tôi đó thanh lọc cơ thể của tất cả các rung động trái ngược nhau, các ý nghĩ tiêu cực và các cảm xúc không mong muốn. Nhớ rằng, các bạn không phán xét các cảm xúc này. Các bạn chỉ quan sát thấy chúng không còn phục vụ các bạn nữa. Trong thực tế, hầu hết những ý nghĩ này và những cảm xúc này chắc chắn không phải của các bạn. Chúng có thể thuộc về cha mẹ, vợ chồng, bạn bè của các bạn hay của người giúp việc đi ngang qua phòng. Hầu như tất cả những thứ tiêu cực mà các bạn trải nghiệm
được nuôi sống bằng dòng tiêu cực liên tục phát ra từ các thế giới astral của trái đất. Đặt một tấm chắn bằng ánh sáng vàng xung quanh thân thể các bạn và quan sát tất cả các tế bào được làm sạch, được thanh lọc và được hàn gắn khỏi tất cả những tiêu cực. Gửi tình yêu không điều kiện đến tất cả các phần chính của các bạn. Chú ý đặc biệt đến những nơi trong thân thể các bạn mà cảm thấy căng thẳng, khó cử động, tê cứng, mệt mỏi hay bất cứ chỗ nào bất thường. Sử dụng lời quả quyết. Hằng ngày và bằng mọi cách, tôi đang mang đến nhiều điều và nhiều hơn tình yêu ánh sáng thần thánh vào thân thể vật lý của tôi. Một lời quả quyết khác là: tôi đang buông bỏ toàn bộ và hoàn toàn tất cả mọi thứ không phù hợp với sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của tôi. Lúc ban đầu, các bạn có vẻ như quên việc thực hiện những bài tập này. Chứng hay quên và sự tiêu cực trên trái đất đã tồn tại ở đây hàng triệu năm. Rất cần nhiều sự kiên nhẫn và bền bỉ để vượt qua quán tính tiêu cực này. Tuy nhiên, khi các bạn xem kỹ video này và thực hành các kỹ thuật này, các bạn đang làm được như vậy. Các bạn đang thực hiện được sự tiến bộ vượt bậc. Hàng ngày, nhiều và nhiều ánh sáng hơn đang thực sự tuôn chảy vào hành tinh nhỏ bé này. Viên ngọc bé nhỏ này trong cõi thượng thiên. Thêm vào với nhóm chúng tôi, các đấng sáng tạo, có hàng triệu sinh mệnh trong các chiều kích cao hơn đang hướng tình yêu và sự sáng suốt của họ vào các thế giới astral và ether của các bạn. Năng lượng rung động cao này sau đó thấm xuống trái đất vật lý. Ngay khi các bạn đã thực hiện các bài tập kể trên, một lần nữa lưu ý đến cảm giác của các bạn. Buông bỏ mọi hệ thống niềm tin không còn phụng sự các bạn nữa, bao gồm cả niềm tin rằng sự giác ngộ đòi hỏi nhiều năm tranh đấu và hy sinh. Buông bỏ niềm tin rằng các bạn không thể hàn gắn được thân thể của chính các bạn, bất kể bản chất của sự đau ốm, bệnh tật hay tàn tật. Thậm chí những khuyết tật bẩm sinh cũng có thể được chữa lành, nhưng nó đòi hỏi một sự chuyển biến đáng kể trong tư tưởng của các bạn trong hầu hết các trường hợp. Nuôi dưỡng khả năng là các bạn có thể và sẽ thoát khỏi tất cả các loại bệnh tật có vẻ như đang hành hạ các bạn. Khi các bạn đi qua các cổng, những sự nghi ngờ sẽ tiêu tan. Các bạn sẽ trở nên chắc chắn là các bạn đang trên con đường đúng đắn. Các bạn sẽ biết là những yêu cầu hàn gắn của các bạn đang được đáp ứng. Các bạn sẽ nhìn thấy những kết quả tích cực, xác thực trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh. Sự hàn gắn sẽ xảy ra. Các bạn có thể chắc chắn về điều đó. Không chỉ các bạn đang đi đến điểm kết thúc của cuộc hành trình nghiệp của các bạn, mà toàn bộ hành tinh cũng đang thanh lọc và làm sạch nghiệp với một bước đi kỷ lục. Mỗi ngày các bạn sống trên trái đất là sáng hơn ngày hôm qua, bất kể diện mạo như thế nào. Các bạn có nhiều vị thầy trên trái đất đang công nhận một cách chính xác rằng lý do cho việc mọi thứ càng ngày càng tiêu cực hơn là bởi vì tất cả những sự tiêu cực đang thể hiện ra bề mặt để được hàn gắn. Làm sao hàng trăm những người thầy giác ngộ có thể sai lầm được? Họ không sai, các bạn đang hàn gắn. Yêu cầu cái tôi thượng đế của các bạn gỡ bỏ tất cả sự nghi ngờ liên quan đến sự thật kỳ diệu này. Nhằm tự di chuyển thoát khỏi sự đau đớn và khổ cực, các bạn phải chấm dứt việc từ chối và đối mặt thẳng thắn với các vấn đề trước mặt các bạn. Nếu một người nào đó, nơi nào đó hay thứ nào đó có vẻ làm các bạn cáu giận hay làm đảo lộn bạn, hãy cảm ơn cho bài học đó và sẵn sàng để được hàn gắn. Quyết tâm hàn gắn nó, bất kể cái gì. Hãy kêu gọi tất cả sức mạnh và sự quyết tâm của các bạn, yêu cầu sự giúp đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần. Hãy biết là các bạn đang làm một sự lựa chọn để buông bỏ sự cáu giận, sự sợ hãi và nỗi buồn chán xung quanh vấn đề đó, hay nhiều dạng khác nhau của các cảm xúc này. Gửi tình yêu cho chính các bạn. Hãy là tình thương, mang đến một chút hài hước nếu cần thiết. Hãy thắp sáng lên. Liệu điều đó có nghĩa là sự hàn gắn thân thể vật lý là dễ dàng? Không, trong hầu hết các trường hợp, nó là một thách thức khó khăn. Nhưng sự thành công của các bạn là không thể khắc được, bởi vì đó là con đường mà các bạn đã đặt ra cho chính mình. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để hàn gắn chính mình, các bạn đã không bị hấp dẫn đến với bài học này. Thậm chí nếu các bạn gặp thất bại hay không cảm thấy mình đã sẵn sàng để đương đầu với các vấn đề, hay đơn giản muốn chạy trốn và quên lãng tất cả mọi thứ, đảm bảo rằng các bạn vẫn có tình thương cho chính mình. Điều đó thực sự tốt. Không, các bạn không thể bỏ qua bài học này mãi mãi, hay thậm chí trong một thời gian dài. Nhưng chấp nhận sự thật là các bạn có thể cảm thấy quá chìm đắm và chưa sẵn sàng hàn gắn hoàn toàn,
thì hãy quyết tâm là ngày mai sẽ khác. Tất nhiên, đừng sử dụng chiến thuật này hàng ngày, hoặc là nó sẽ luôn luôn là ngày mai. Sau một số ngày bỏ qua nó, việc quyết tâm rằng ngày đó sẽ là ngày hôm nay, các bạn đã sẵn sàng. Chào mừng sự sẵn sàng mới tìm thấy của các bạn để được hàn gắn và được thực hành với nó. Đây sẽ là thời gian để đến với những điều lớn lao hơn nhiều. Lưu ý, sẽ có một số người trong các bạn không thể hàn gắn các thân thể vật lý của các bạn trong chu kỳ này. Điều đó không có nghĩa là các bạn thất bại, chỉ là linh hồn các bạn muốn có thêm một đời sống nữa để hoàn thành bài học của nó và đi vào sự giác ngộ. Nếu các bạn mất đi thân thể của mình trong những thay đổi của trái đất, các bạn sẽ có vẻ tái sinh vào thời đại vàng mới và trải nghiệm thời thơ ấu trong một kỷ nguyên lành mạnh hơn và sáng suốt hơn. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ có thể nhận được sự giáo dục nhiều hơn, đầy tình yêu và tình thương hơn cái mà các bạn đã nhận được trong đời này. Đối với các bạn còn lại, sẽ có một cảm giác của hai bước tiến và một bước lùi. Một số khía cạnh của thân thể thấp trong các bạn sẽ được hàn gắn. Chỉ có một khía cạnh khác thách thức các bạn, mặc dầu có vẻ như có một danh sách không kết thúc các vấn đề cần được hàn gắn. Các bạn cuối cùng cũng sẽ đạt đến một điểm nơi mà cái tôi lành mạnh của các bạn sẽ là lực lượng trội trong cuộc đời các bạn. Và những phần chưa hàn gắn sẽ là một phần nhỏ bé trong cái tôi thần thánh của các bạn. Khi đó, sẽ dễ dàng hơn để gửi tình yêu và tình thương cho những khía cạnh mà vẫn đang trải qua những thách thức. Các bạn sẽ có thể chào mừng chúng trở lại với sinh mệnh duy nhất của các bạn. Thiền định Alpha, Theta. Đây là một kỹ thuật cơ bản và là gốc rễ của sự quán tưởng và thôi miên. Ý tưởng của kỹ thuật này là đưa linh hồn vào trạng thái định một cách thật sâu. Các sóng não của linh hồn đó sẽ tiến vào loại alpha hoặc theta. Thực tế đã chứng minh rằng các linh hồn phát ra sóng não alpha hoặc theta sáng tạo hơn nhiều và có khả năng điều khiển năng lượng tốt hơn các linh hồn phát ra sóng não beta. Trong một sự thiền định alpha theta, người thực hành được đưa vào trạng thái định sâu bằng cách sử dụng một kỹ thuật thôi miên thường được biết đến là cảm ứng tiêu chuẩn. Những sự tự ám thị cụ thể được đưa ra để giúp đối tượng thư giãn, bao gồm sự quán tưởng về một nơi ưa thích trong tự nhiên. Trong một số phiên bản phức tạp hơn của kỹ thuật này, đối tượng được hướng dẫn giao tiếp với một phiên bản cái tôi cao hơn của chính anh ta hay cô ta, mà hành động như một người hướng dẫn tinh thần. Khi đang ở trong trạng thái định sâu này của tâm trí, một số kỹ thuật thêm vào có thể được thực hiện, bao gồm sự quán tưởng về những mục tiêu cụ thể, cũng như sự hàn gắn tinh thần. Tầm quan trọng được đặt vào sự an toàn của kỹ thuật và những phần của sự cảm ứng được thiết kế đặc biệt nhắm tới sự an toàn tối đa. Thông thường một dự định được tuyên bố trước cuộc điều trị. Các bạn có thể luôn luôn đi kèm trong dự định rằng trải nghiệm hướng tới sẽ là cho sự phát triển tốt nhất và cao nhất của linh hồn người được điều trị.